Anh Dũng ơi, anh Dũng thấy em không? Anh Dũng, anh Dũng nhìn thì thấy em trong màn hình không? Có à, ấy rõ không? Thấy là sao, như quen camera trước không? Nhìn nó bựa, nó xấu mà nó dâm. Thôi thiệt, nhanh trả lời đây coi. Đẹp. Đẹp à, đây. Đó, xin chào mọi người nha. Anh em mình đang đi treo núi Vinh. Đi vô có chạy nha. Đây là dư âm mua núi rừng. Em sẽ ghi lại hành trình của chúng mình. Sau đó em quên bấm nút luôn. Dễ gì. Chuyện tình yêu bất diệt giữa đôi thanh niên này. Đây là anh Dũng Việt. Thấy không, anh đón trước rồi mà. Cái nào cũng là anh cũng bất diệt thôi mà. Đó. Bây giờ làm sao đi nhanh hơn anh được. Sai một ly là đi một đoạn. Đâu đâu đâu. Cái gì, cái dù gì? Mấy con này nó hiền lắm. Đây đây đây. Nắp đâu, nắp đâu? Đâu? Nắp đem đâu? Cái gì? Bắt bỏ vô. Bắt bỏ con gì? Rồi cái gì? Bỏ cho nắp á. Con này là kiến gì ta? Con này kiến nhọt. Con này là con bồ cặp. Bồ cặp. Vô tình trên đường núi mình phát hiện một tô kiến. Chứ mình đi quay thế giới động vật đó ha. Đâu? Nhất tay to đâu còn chụp hình với lại chị Hon nó sao quá. Trời ăn bữa giờ mưa phải không? Lát gì ta? Mình chỉ giờ mình kiếm lát gì ăn được chút. Cuối cùng xin, cuối cùng xin lá thôi. Xin chào chị Hon gia nhập với team của chúng em. Hai chàng thanh niên. Chị đôi có đôi lời phát biểu gì đi với lại hai thanh niên xuất bố không hả? Em muốn chết luôn. Đừng chết không, ý là hiện tại chị có cảm giác cảm xúc gì không? Vui quá, mừng quá, vui quá, mừng quá, mừng quá. Ok, đây mình xá chuẩn bị chút xíu là đi mai đi bốn nha. Ngày mai chị có chạy không? Có mai phải không? Mai đi với mọi người nè. 23 coi. Ok, 6 năm 10. Thôi đi thật. Thôi đi. Đi, đi 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 chờ đi từ từ đi. Em với anh Dũng mục đích là đi vui mà. À không, đi riêng được. Không sao đâu, mọi người cứ đi đi, em với anh Dũng đi riêng. Trời ơi, đường này tụi anh đi. Anh Dũng đi tới trưa luôn mà. Sớm 30. Chú cha tôi chạy muốn chết luôn. Không thấy cái gì nào sớm 30. Ý cọc kia. Đâu 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 đâu. Có đi Đồng Tháp không? Có em, anh đang mua vé rồi. Vậy hả? Ừ. Trái này là tuổi thơ á, lúc trước là đa ông thục á. Ngon không? Chua, chua, chua muốn chết luôn. Chấp nhận. Phải cái cò kia ông nội ăn vô rồi ngã đó, không ai khiêng xuống á. Ừ mà cái cò kia nó to thế ta. Không có chín hả? Cà nè rút đỏ rất là nhiều luôn, to ơi là to. Ở đây con. Cây to lắm. Ê, ở đây con. Có. Cà na luôn. Có. Mình được hái không? Trời ơi, chèo lên được cái cây đó mà hái chết liền luôn á. Ý là nó rụng xuống thì rụng thôi. Ok luôn. Ủa? Mọi người đi đường nào rồi? Mình đừng có quan tâm là mọi người đi đường nào, mà mình quan tâm là mình sẽ đi đường nào. Sau đó mình về đường nào? Đúng rồi. Mình đừng. Không có. Đường ra là luôn. Cái gì nào ngoan, em đi đường á. Là em phải nè. Đúng rồi. Cái sinh tồn. Anh Công Dũng sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sinh tồn rồi mà đi theo những người đi trước đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Cái đường này nè là mình đi từ ở dưới á. Cái đường này là mình đi từ dưới chân núi mình lên. Tầm 5 cây mình sẽ ra đường này. Anh Bình hả? Anh Bình mình chỉ ghét rồi. Đó nè. Lúc nào đi hơn mọi người thôi. Nói chung là cứ theo thanh lá đi thì chân ấy nó sẽ có theo hết cho mình hết. Quên mất nhờ, nãy không đưa cho anh Dũng một cái ba lô vest của
Mệt chứ chị? Mệt thôi. Mẹ leo leo à? Không, để có dài lên rồi ăn mà ăn từ từ rồi nè. Đi theo xanh lá là chân ái. Sao mọi người thở chứ vậy? Vừa đi vừa ăn mà cảm thấy nó khỏe ghê. Cò kê. Cò kê. Dân Sài Gòn. Chạy đi. Mà em đang thắc mắc nhanh Dũng. Anh cứ chạy đi chút xíu gặp lại. Dũng. Em thắc mắc là dân Sài Gòn mà không biết trái cò kê à. Hôm nay em nhiệm vụ chính là đi là em là gì ta? Một cá ra mèn. Cá ra mèn. Quay lại hành trình của anh Dũng. Thì anh sẽ là một người ẩm thực man đúng không? Đi đúng rồi. Kiếm gì ăn ăn đạn đồ. Nhưng nên vậy nếu như chị theo em như anh Dũng thì hôm nay chị theo một cá ra mèn và một ẩm thực man. Ô tội cái tim kia chạy giữ vào xíu đó. Bên kia là tim phía trước. Tim đó là đi treo chạy treo rất là chuyên nghiệp nhưng mà chạy nãy giờ 15 phút lộn 2 lần. Theo tim này vẫn là chân ái. Thấy vậy chứ nhấn gót nhẹ xíu là vượt qua liền. Còn là dân sức 4. Tại mình đi đây một lần mình có kinh nghiệm rồi. Chị Hân leo leo đây lần nào chưa? Trời ơi, vậy đúng. Nếu em chưa có kinh nghiệm theo anh. Nếu như chưa thì theo em với anh Dũng. Ôi, hai anh em ngồi đó. Thật, nghĩ sao kinh nghiệm leo núi Vinh mà. Chút xíu lạc đừng có gọi anh nha. Không, không thì dẫn xuống luôn. Cái gì? Ê, bây giờ mình đi tìm cây bonsai đi ta. Cái này cây dương sĩ à? Ừ, dạng giống như sĩ cái này nè. Mình để vô mấy cái chậu ở công ty á. Hơi bị đẹp nha. Đẹp. Bao đẹp luôn, bao sống luôn. Tại vì nó ở trong này nó thiếu nắng. Đẹp. Đúng rồi, sinh tồn. Nó rất là dễ nha. Sinh tồn. Đúng sinh tồn dễ không? Ừ. Môi môi lấy bánh luôn. Bánh nó lên trời vậy đó. Cây to này nè. Cái to ở đâu tụi? Cái đi chụp hình ở đâu rồi? Như mọi người đi đâu hết rồi. Gọi cho trả lại đi. Không có số à? Có Zalo không? Rồi gọi Zalo đi anh. Ở đây không có sóng mà. Ủa đây có chưa có sóng luôn, mất sóng luôn à? Mất sóng luôn. Hiện tại anh em đang ở giữa núi rừng Vũng Tàu cho nên là không có sóng điện thoại. Ai mà tha lạc lên đây thì chỉ có một đường là tự mò xuống. Bí lắm rồi, chúng ta sẽ hỏi thần rừng thôi. Đợt này hết nấm nấm mối rồi. Đợt trước nhà cũng làm được dĩa được miếng cơm á. Trước là trước giờ là học gà đặt vô vừa về đi hay măng đẹp không cây ra sau ai cao ra trước và đẹp không cây ra sau không ấy là của em á. Anh coi thứ như thế này quay về được chưa? Được được phải không? Ừ, thấy mặt anh rõ rồi đúng vô khung luôn á phải không? Ừ. Nhưng mà cái camera đó, camera trước là để dành cho selfie. Ừ. Cho nên nó tinh chỉnh, nó chỉ được số tùm lum hết rồi. Ừ. Đưa vô thì nó đẹp. Ừ. Nhưng mà cái độ phân giải nó thấp hơn. Của em camera ẩn cho nên không nói được. Camera sâu thì em phải xử lý về dựng ảnh, dựng phim trước. Ừ. Biết dựng thì nó sẽ đẹp hơn. Chúng ta chỉ là mong cái phim nó đi thôi. Thì hiện tại là trong team buổi sáng là 14 người phải không? Ừ. 14 người thì 11 người là đã chạy lên chắc cũng
cách xa mình chứ cả km rồi. Chúc gặp nhau thôi. Còn một người thì đang ôm máy ảnh dưới chân núi và hai anh em chúng tôi hiện tại đang đi tìm manh tìm nấm mối. Ở trên này thì có mối, có nấm mối chứ, nấm mối manh trên trong rừng đó. Hiện tại là mình lúc mà đợt mưa nhiều là nó không còn nữa. Hiện tại là đang ở ngoài đường đi, chưa vô sâu trong bên trong, chứ nó vô sâu bên trong. Đây là còn đường xe chạy mà đúng không? Cái đoạn này là xíu nữa mình lên kia có cái anh cái quên mất ta. Cái đoạn bữa mình chạy xuống dốc nhá. Tụi mày đi vẫn chưa cái nhiệm là mua sức theo. Đâu cần đâu. Anh mang dầu theo không được. Anh có dầu hả? Không có. Không ý. Ý là em nói mang dầu theo không được, em nói sức theo anh ơi. Mang dầu theo được. Cái mùi nó dễ chịu hơn cái mùi dầu. Mùi dầu thì nó lên nó mà cái người ta không chịu được, rất chịu. Ừ, lần này mình okay. Lần này mình phải thoa chứ. Thoa nhưng mà nó còn tồn động lại cái mùi hôi. Dưa. Bữa quyên cắt kè được ừ. Sánh lì luôn á. Trên đây hệ sinh thái đa dạng đó các bạn ơi. Trên đây có đồ ăn thức uống rồi động vật lạ các kiểu. Sài Gòn có đâu. Hai con này alo à, một con này con đứng bên cạnh mình này. Sài Gòn có đâu, có cái đuôi này, có cái đuôi dán vô chứ. Hiện tại thì gặp hai hướng, một hướng là bên trái bên phải, nhưng mà hiện tại là không, anh em là đi sơ nên không phát biết là đi hướng nào. Bây giờ anh Dũng phân tích cho chúng ta. Anh Dũng quay lại anh phân tích cho chúng ta đường đi nước bước của trên này. Kinh nghiệm của một runner trên này là theo anh thấy là nó có dấu chân chạy nè, và cái lên dốc nè, rồi mình là xuống dốc nè. Xuống dốc mình nó theo hướng lại của cái nãy mình đi. Thôi mình đi lên dốc thôi. Một phân tích của anh Dũng rất là logic. Đây lên núi mà rồi dốc khả năng đúng. Trực giác bao rành phải không? Đó, cái chạy nè. Chạy bỏ anh Dũng, chạy bỏ anh Dũng nè, chạy bỏ anh Dũng. Chạy bỏ anh Dũng, chạy bỏ anh Dũng đi. Hai ngạo xanh, hai ngạo xanh. Thì cho anh em thắc mắc thì nhiều khi nhái ở quê ra sao, nhái Sài Gòn ra sao, thì hôm nay anh Dũng sẽ phân tích cho chúng ta một về nhái rừng. Nhái rừng viên khui à. Đó. Anh Dũng phân tích nhái rừng cho anh em runner coi. Nhái rừng. Nhái rừng ăn sống luôn nha mọi người. Anh Dũng sẽ ăn cho chúng ta coi. Chiên giòn chứ ngon lắm ha. Thì thực chất á, thì ở trên rừng á, thì sinh tồn nó không khó đâu. Không, ví dụ như chúng ta đi rồi này, không. Nước nó vẫn mọc ra trên cây bình thường kìa. Kìa. Anh Dũng lại coi kìa. Nước nó mọc ra trên cây bình thường. Nhưng mọi người cứ tưởng là đi rừng thì khổ lắm, nước không, nước mọc lên cây á. À, nước mọc lên cây bình thường mà đấy. Này nước mà. À, nước mọc lên cây đó. Chưa khui luôn. Chưa khui luôn bình thường. Nó là sinh tồn. Mọi người đừng có tưởng là sinh tồn rừng là khó. Này nãy đây lượm được bịch bánh dày này. Bánh dày bánh mì có hết. Đặc sản của núi rừng. Ủa nó cánh em đỏ tới đây luôn mà chưa kịp quay nó bay mất. Cây bành lan núi. Bành lan hoa tím màu. Bài hát đó sao anh? À, sao đâu mình dở dang. Bành lan nữa kìa. Sao? Đây đây ở đây được chặt không ta? Đó bành lan đẹp mà, góc đẹp. Rừng nguyên sinh cho ta để. Ừ. À. Thì
trên núi này rất là chill. Kia hôm bữa là qua này có mưa mà nước ta. À, nước thì chạy gốc gách. Trong. SHTB tìm đánh lễ. Từ này mình đi mà không có chuẩn bị luôn á. Không chuẩn bị luôn. Chút luôn. Đi không thấy là cái sợi dây ta cột bên đường chứ. Đâu, vô trong kia mới có dây mà ta. Ừ. Vô trong thấy ở đây chưa dây rồi. Lớn hơn cái này đường đi xuống à? Không, vì sao dốc lên nhà mà đường đi xuống? Phân tích coi. Này phân tích hay lắm mà. Phân tích sao mất vô chân luôn. Đó, còn chưa chạy mà. Ừ, nó chạy đúng không? Chưa mới, ok. Ánh sáng của chân ai? Bí ẩn. Ừ, đây không có cua rừng ăn bữa mình đi gặp quá trời cua rừng hả? Trái gì anh? Không biết luôn. Ăn thử anh. Giống như trái hình dáng giống như trái kiểu nha. Chứ không phải trái này kiểu giống mắt mèo mà không phải mắt mèo. Không, trái mèo nhỏ không phải không? Ừ, cái kiểu lông lông rồi. Một cái lá này quen, hôm nay có trái. Ừ. Anh biết tại sao lá này quen không? Sao? Nãy dưới kia mình thấy rồi mà. Có luôn. Có luôn. Ý, sao đây giống trái lá giang vậy anh? Ngoài lá giang. Thế này này. Ừ. Lá giống lá giang ha, bự cả lửa luôn. Cái trái kìa, cái trái có trái giống trái lá giang kìa. Ừ, trái. Ăn thử anh. Thôi em ăn đi, cao ra bất tử. Không. À. Trái lá giang anh ăn đi. Hay là lá giang rừng ta? Ừ. Xin chào nói lá giang ở trên rừng dưới cùng một lá chứ mới là đang rừng. Anh em phát hiện nhiều điều kỳ bí quá nhưng mà. Lá ngón nha. Đâu lá ngón khác mà. Anh em phát hiện nhiều điều thú vị quá mà không biết trái gì, không biết lá gì luôn. Đúng rồi, trong thành phố hả? Ừ. Nhân xì rồi. Lá của nó trang phải chứ. Ủa, phải không? Ừ. Cái trái kìa, anh coi đấy, cái trái anh ăn thế anh Dũng. Hả? Lá giang mà nó tốt cái sao á. Lá giang cầm lên nó mỏng hơn. Đây à, cái này. Mọi người biết trái gì thì... không đúng, trái lá giang anh. Hả? Trái lá giang á này vuông ấy. Đúng, trái lá giang mà anh ăn thử coi. Ừ, đấy. Lá giang á mà nó to á. Ồ, trái lá giang là mọi người, trái giống cái lá giang nhưng mà không phải. Ủa, phải à, vậy lộn nha. Không nhớ anh nữa, anh ngã hai anh em mà ngã em giữa rừng rồi chứ không ai khiên xuống luôn á. Cái này là giang luôn á. Ừ. Anh mà lỡ anh ơi mà anh ngã chắc cái bom xuống điện mình luôn á, xuống luôn rồi nhông lên nữa. Trái gì? Ồ, nè. Đâu? Cái lòng lá gì vậy? Không không á. Đụng cái nó ghim rồi. Trên rừng nhiều thứ thú vị quá ha. Em thích đi rừng nhà này anh. Đi lên coi cái đồ tào lao rồi này. Tào lao mà có những thứ tự nhiên nhất. Đây, anh. Trái gì kìa? Trái sung hả? À? À, trái vàng vàng đó. Vàng không biết luôn. Mình để nhổ lông đã. Nó ghim vô da luôn nè. Nè mọi người, cái trái kia... đừng cái nó ghim vô da luôn. Nó ghim vô da luôn. Chứ không phải nó bám bình thường đâu. Nó bén ghê ta. Đụng nhẹ thôi đó. Nó bám bất thường hả? Ừ. Ghim nè, ghim nè, ghim nè.
Nói chung là cái gì cái lòng nguy hiểm kìa. Đây là con đường nãy giờ mình tụi mình đi qua này. Bây giờ cũng xa hơn cây số chứ mấy. Chưa gì hết, chưa gọi là gì núi hết. Đường lên núi còn xa lắm. Xa xa lắm. Ồ anh nghe gì không? Nước suối róc rách. Ê cái chỗ này quen quen. Khi nào cái chỗ mà bữa mình đi ngang qua không? Nó phải không? Nhưng mà đi lạc thường hay là có cái tâm lý là à cái chỗ này quen quen. Lũ vô. Ê nhớ lần trước mình đi như chỗ này mình chưa qua. Bữa mình đi một vòng mà. Đúng rồi. Bữa anh nhớ là mình đi một vòng lên đỉnh Bàn Cờ không? Ê chỗ đấy mình qua rồi mà. Thank you. Anh Dũng coi chúng ta là anh Dũng làm công ty Hàn Quốc. Anh Dũng nói tiếng Anh như gió luôn. Up and down. À, bây giờ bắt đầu là mình đang vô suối dưới rừng này mọi người ơi. Róc rách, róc rách. Nhảy. Đấy, đấy, tí tôi cười cho. Yeah. Suối. Giờ bắt đầu là vô những hành trình rồi đó. Hồi nãy giờ đi anh em tám dốc nhiều. anh em là đi cuối tuần là đi thư giãn thôi, giải chết thôi. Đây, đây, cái sông này, sông này. Đâu? Thế còn anh em là chân này chính vẫn là chân chạy, chạy tuy không có nhiều nhưng mà nói chung là chân chạy á. À, từ từ anh, con gì con gì? Ốc hương. Phải không? Cái mạng trắng vót hả? Đây là một con ốc gì? Hương gì bà nội, hương gì ớn cây ông nội. À ốc sên. Ốc sên hả? Ốc này ở bên Trung Quốc anh thấy có một trại mà tôi nuôi á. Phải không? Anh nuôi rất là nhiều cho nó ăn cải. Bắt cho nuôi đi. Để làm gì á? Dưỡng dưỡng da. Phải không? Đúng ốc này luôn à? À nói như anh kia phân tích thì đây là một con ốc bên Trung Quốc họ nuôi để dưỡng da. Nó là anh phân tích còn không biết có thật hay không. Tại vì anh là người Sài Gòn nhưng mà anh hay nói xạo. Nói xạo. Nói láo á. Caramel rất là sao ta? Có tâm với nghề. À, bây giờ thì mình sẽ đi vào những cái rút cái rau gì đó. Mình dân Việt Nam nói tiếng dở lắm. Cái gì? Sầu riêng. Sầu riêng. Đây mọi người, một trái sầu riêng. Theo lời của anh nói láo nói. Ồ mang anh Dũng, mang quá trời kìa. Mang rừng. Đó, mang ở trên đọt kìa, rừng ngọn kìa, đó. Đâu? Đó. Trên đọt là trên non. À trên non hả? Ừ. Dưới rồi là mang. Ý nãy mình cầm dao thì mình bị mang người ta dớ quá à. Thật sự á. Sinh tồn mà không. Ui chết. Sinh tồn mà không thấy nữa. Không có gì phải không? Sinh tồn nha, ông đây là chết rồi. Chết đói. Đâu? Ủa đây trùng quá trời nè anh Dũng. Trùng này. Không? Trùng núi. Trùng không? Trên đây là thiệt. Nếu như mà ở xa bà bí quá trên đây cũng không chết đói được đúng không anh? Bí cũng ngậy luôn. Nhưng chúng ta đang đi nó rồi đó. Đâu, vẫn đi được mà.
Mũi nó cắn. Ghi lại hành trình như thế này, sau này già coi nha. Còn đó đi kinh thật. Không nhớ. Đúng không? Không nhớ đăng nhập cái tài khoản nào. Đâu mình đăng lên YouTube chứ. Đăng lên đó là ông chính của nó là vô thời hạn hả? Ừ. Này, nếu như mà theo cái sự phân tích của em á, đường này. Không phải đi đường này, ấy là phân tích của em á, thì nếu như trên rừng mà bị lạc như thế này thì gặp những dụng nước như thế này rất là mừng. Uống á. Uống không? Anh uống không? Anh uống thử đi. Muốn. Sinh tồn vậy là chết rồi. Quay cái clip vậy ai coi. Anh Dũng uống nước mương cho. Đó. Uống nước mương cho mọi người cùng xem. Ê anh Dũng, anh Dũng, ốc to lắm này. Ốc này. Ốc này ốc gì ta? Ốc ma. Phải không? Wow, anh coi này. Mũi này, đó. Trời ơi, tấn công dữ dội. Wow. Trên này dễ xúc, đi về dễ xúc xuất huyết lắm á. Ừ sao đúng không anh? Bây giờ có đi đường nào đây lần nào chưa bị đẹp quên nữa. Ê măng anh măng thấy bị được hai bộ măng mọi người ơi, hai bộ măng ù đây nữa anh, quá trời măng luôn đấy. Đây nữa, mình cầm dao giữa bé anh. Cầm đây. Ê bé măng được bé rồi phải không? Này măng này được 3 cái rồi, bỏ vô anh. Sau một hồi lội thì anh em chúng tôi cũng đã bắt được những quả măng to tướng. Anh từ từ em coi thử con nha. Hả? Được mà. Lấy đòn đầu á. Ê anh. Vô mánh. Ê hư rồi. Đã mảnh bể nó còn hư rồi anh. Kiểu như thời tiết nó âm u quá. Nó chai. Đó. Rồi đi, tiếp tục đi. Mang nó về làm gì ta? Làm món gì anh? Mang nó về làm món gì? Mang này chắc làm chua. Hả? Làm chua. Làm chua hả? Chua. Đâu nhất thiết chua đâu. Thiết quá. Mình về kho thịt kho cá cũng được mà. Không sao còn nhiều. Đường lên núi còn nhiều mà. Có không anh? Từ. Đâu rồi? Ê anh bí đi. Wow, nghe âm thanh nó kêu nghe rọt đã quá. Mũi ghê thật. Này, dạo có mấy lùm đây thôi. Thì anh em mình đi. Đang tìm người á. Ý đây nè, anh sao ở đây chưa có người bé ra. Cái này đó. Lớn quá. Lớn quá rồi. Lớn lắm rồi. Thì anh trai hái mang một mình. Ủa sao đường kỳ vậy? Lắm. Đây nè. Có người trật à? Anh đón người chân của ai?
lên nơi thôi. Chứ người ta đi giày treo người ta sẽ... Ê anh, trời ơi anh không phát hiện ra. Già rồi. Nghĩ sao già? Giờ mày già. Anh già. Anh già. Hả? Mày quá trời rồi mày. Wow. Âm thanh nghe kêu rọt rọt đã quá. Đúng không? Sướng tay. Wow, cắn. Đi rồi, mình đi đường nào đây? Mình thôi. Tí bị mình tí đập mũi. Cảm giác đau đầu nó. Sợ hả? Thở. Chưa thiếu oxy mà. Cầm lên leo hơn nữa là sinh đúng sinh tồn luôn á. Đâu? Đâu anh? Wow. Này bụi nè. Âm thanh rất là non. Nông mình rừng luôn á. Ê anh. Ua mũi chung lỗ tai em. Nè anh già thật đâu. Nè anh. Quá trào luôn á. Siêu nữa mình tìm chỗ nào ở đó mình lột luôn hả? Đâu. Wow cái măng to kìa anh. Hai cái luôn. Bên kia nữa em. Không được, được cái đó được. Đây này. Cái đây này là này. Được mà. Đó, trời ơi nó ngọt. Dạ. Bên kia con. Ủa mình đang đi lên đi xuống vậy? Quá trời luôn. Mấy người kia nói hai thằng khỉ kia. Nơi đâu mà mất luôn. Không, mùa này mưa đây là có măng mà. Thấy vậy mình lên dốc xuống dốc còn quá cao này, không biết đâu. Mình lên dốc cao lắm á. Nãy giờ mình đi, anh em đi chắc lên lưng chân núi rồi. Xuất phát được 40 phút và hiện tại là đi được 1,6 km. Ui ui. Thì chủ yếu là đi hai măng rừng, quay clip sống ảo, ghi lại hành trình kỷ niệm. Thì ai mà anh chị em bà con cô bác thì có dịp leo núi Dinh thì cũng trải nghiệm. Hai măng, hai năm mối. Như năm mối là mùa nào anh? Mùa mưa, mùa này luôn hả? Đầu mùa mưa hả? Thì được trước thì anh em đi có nấm mối. Và đợt này thì có măng. Sao hết măng rồi? Để chúng ta hái xăm. Hả? Hái xăm. Hái xăm à? Ủa, mũi nó kén em giờ. Sưng hết luôn. Chân muốn nhân đạo. Những cái dốc thang đứng này. Trước mình có cái lúc mình lên cái đoạn mà từ dốc lên á nó bị ngốt thiếu oxy. À măng tiếp kìa. Sau một hồi leo dốc thì anh em phải gặp tre tiếp, chuẩn bị hai măng tiếp.
Còn có, chắc chắn là có. Không. Có rồi, leo lên. Wow, cái dốc thằng đứng luôn á. Anh em đang leo dốc rất là phấn khích. Gương mặt ai cũng nở nụ cười. Cười méo miệng hả? Không phải là nhăn mà là nở nụ cười. Méo, méo xẹo. Nhìn này, dốc cái rất là cao. Tại mình quay đi lên á, cảm giác không có gì nhưng mà quay ngược lại đi. Trời thì đang nắng, nhưng mà hiện tại mình đang ở trong rừng, trong dưới tán cây rồi, cho nên là rất là mát. Hình như là trước có đội nào á, có tiếng người quá trời luôn. Đâu? Wow, con mang tao lấy luôn anh. Hả? Anh tre rồi hả? Có một cây băng nhỏ ở dưới. Có một cây băng nhỏ ở dưới. À, nó hư luôn rồi anh ơi. Hư rồi. Nhớ mình phải không? Anh ơi, anh đi anh gì á, nè, kệ, nè, ngọt ở đây mà nghĩ sao hả, kệ, hay, đây nữa nè, trời ơi anh Dũng, nhóm mình kệ, trời ơi vậy mà kệ, hả, nè, kia nữa kìa, bé luôn, trời ơi là trời anh Dũng ơi, quà tặng của thiên nhiên mà anh sao kỳ quá hả, đi đi. Đâu anh? Okay, mang ra đi. Đây là mình nghe được âm thanh quen thuộc. Có thể là đồng đội. Hai bạn này. Ừ. Phải không? Phải. Nhiều không phải. Trời ơi, mũ đen thui luôn. Sau một hồi lặn lội thì mình đã gặp lại đồng đội. Anh Dũng ơi, anh Dũng đi đâu vậy? Xanh lá vẫn là chân ái nha. Anh Dũng, người ta đi còn biếm anh nữa nè. Trời ơi. Ủa nãy giờ mọi người lạc sao mới tới đây vậy? Nãy em với anh len lỏi trong rừng hả anh? Đâu có lỡ để lại đồng đội đâu. Phải không? Đâu? Xanh lá. Xanh lá mãi đến. Ê, chỗ đó đẹp thật nha mọi người. Sau một hồi đi hái măng gặp lại đồng đội sau thời gian chạy dài thì anh em tiếp tục lên đường. Thấy, người ta đi bế măng đi tận nào giờ cũng gặp. Trời ơi mọi người chạy chi mà cho khổ mà cuối cùng. Đi nhầm đường á. Đó. Theo những người biết đường đi đây này. Không biết. Thôi nhà nãy thầy Lợi đứng kia hướng dẫn mọi người cũng mất 15 phút đợi mấy anh đó. Phải không? À. Không, hai người này là đi hai măng mà. Hai măng là hai nắm chủ yếu mà. Ủa nắm gì? Nắm nó biết nắm gì không đã nắm không? Nắm dai. Nắm dai hay luôn. Nó rất là dai. Bóp đi coi, rất là dai. Nói không cãi được, có lấy không?
Không, nắng nhà anh. Nhà anh nắng luôn rồi. Vậy hả? Nó thường một con tre. Ở đâu có tre có nó à? Đuối thật hả? À? Ừ, theo hai đứa này đâu có đuối. Thì cho kinh nghiệm cho anh em, thế là ít đi hoặc là chưa lần nào đi. Thì nếu như đi trên rừng như thế này mà nếu như mình bị lạc á, thường là những cái trụ cột bên đường này, cái cây bên đường á, thì các bạn anh chị em gì đó đi trước á, thì họ hay đánh làm dấu những cái sợi dây đỏ xanh hay là cái gì đó, thì mình lạc thì mình có theo đó mình đi xuống, men mình đi xuống. Nhưng mà hên xui. Những chỗ nào mà cung nào mà thật sự có người đi. Chứ còn nếu như thật sự lạc những nơi mà không ai biết thì cũng hơi đuối. Tại vì mình đã từng đây hai anh em mình từng đi lạc. Nhưng mà cũng theo dây nhưng mà đi đúng một vòng như trong phim luôn, mê cung á. Đi sâu mà mấy tiếng thì quay lại chỗ cũ. Hoang mang luôn. Chứ không phải là ui. Đó, sắp tí luôn á. Nhờ anh người yêu đồng đội. Anh kéo mình lên đó, tay năm tay thôi mọi người thấy không? Wow, manh kìa. Đi lại đi. Có manh mà giả thế. Wow, đây mưa cho nên đây gọi là rất xấu. Không có mưa gì đâu anh em, tụi em đi yếu đi sâu, đi chủ yếu là hai hoa bếp bướm ai lộn, hai mang bếp ốc. Mang. Hả? Mai rừng. Đây mình team đang ở trên, đây là lưng chừng đồi, trên đồi, đỉnh đồi. Mình là hợp lý nhất. Sao? Quay lại. Quay lại hả? À? Lại sai đường nữa rồi. Đi cuối có vẻ nên hợp lý hơn à. Ừ. Sao nó không có cùng đường, chẳng lẽ đi lên đây đi xuống lại thôi vậy hả? Ừ, chào anh Bình. Chào anh Bình. Chào anh Bình. Gặp nhau rồi. Chào em. Rồi, chào anh. Chào anh Kỳ. Chào, chào. Thấy chưa? Hai đứa đây đi Úc lúc nào là chân ái hết. Hello, hello. Hello. Quê đẻ, quê đẻ. Sau một hồi phân tích bằng la bàn các kiểu thì lại đi 7 lần 4. Nãy mình đi chậm xíu nữa hay nữa. Trù nãy lên dốc em bế ba bụt mang thiệt ngọt luôn á. Sự thật luôn luôn đúng. Nãy dưới mà không ngủ là dưới rồi. Quá. Xin nhất chi cho biết cảm nghĩ đợt đi chơi đầu tiên. Không. Quá hết. Lần sau là ta chọn người nên theo nha. Xanh lá là mãi đỉnh. Wow, nó cái mùi cắn nó quẹt vào trong mấy khi cái cây này nó mối. Lại ơi, biểu diễn kỹ thuật đâu hiểu anh xem lại ơi. Lăn xuống. Wow, mũi. Bàn. Đâu? Cái bàn đây người ta hay trồng trong khu khắc nghiệt. Này ở nhà ông anh mua trồng. Wow, sao xuống dốc cao quá vậy? Đi xuống nhà chạy ngay đây coi.
Ua, chua. Chát. Nó khác với lai giang nha. Nó chua hơn. Nó chát hơn nữa. Bây giờ nó chát hơn. Cái này nãy em đụng hay nhắc cây rừng nữa. Ui chua da. Ui trật trật trật. Ê ê ê thả nhẹ nha. Ui dù. Sau một hồi đi hai măng thì lại tiếp tục thất lạc đồng đội lần năm. Và hiện tại là phát hiện một dấu băng mông gần đây. Không biết là ui ui. Mình có gặp lại đồng đội cũ hay không? Chọn con tim hay là nghe lý trí. Nhưng mà không sao. Anh Dũng đừng có buồn. Tại vì em phát hiện một cây măng. Không hư đâu. Nó ngọt á. Lên lên xuống à. Theo anh thì hướng nào? Này phải không? Ok. Mình thường thường là người ta đi lạc đường người ta quẹo phải. Mình đi ngược theo hướng ngược lại. Trái. Dũng Mai Đinh. Chưa có người hả? Phải không? Ngồi dưới chân à? Em tin anh. Đừng làm em thất vọng. Bị lỗi gì á, nãy đi nãy giờ mà có 2,46 cây à. Sáng giờ phải đi phải tầm 5 cây hơn á. Phải không? Đúng đồng hồ bị dớm. Nghĩ. Ồ rung. À hướng nào mà đi về á, hướng nào đi về đây là đây không có đi hướng nào ta, hướng này hả? Phải không ông nội? Hiện tại anh em đang đứng giữa ngã tư đường mà không biết hướng nào đi hết. Đây đâu vậy? Dấu cộng là ngã tư á. Phải không? Dấu cộng là dấu cộng là ngã tư. Anh em đang thất lạc. Đi xuống. Ừ. Phải không cha nội? Đi xuống. Tiếng Anh mà. Con tim em đặt nê anh. Không từng tí nữa nha. Thấy rõ ràng là không có dấu chân không? Ừ. Tại vì người ta đi lên, người ta đâu đi xuống. Đúng, phân tích đúng. Có phân tích lên là như vậy. Là anh kiểu. Cứ đi theo em chịu chung. Mấy giờ ừ. 9 giờ 10. 9 giờ 10 mình xuống là 11 giờ. Ok. Trời heo quá. Đó, thấy không? Nước lúc nào cũng chảy xuống. Đúng, nước chảy ngược. Nước chảy thuận, cá kìa. Đâu, cá đâu?
Ờ, có cá. Ồ, trên núi nè, có cá. Cá núi. Cá núi. Nhưng mà không biết biển cá núi thôi. Chứ còn trên núi vẫn có cá. Cá sạch á. Cá này mình ấy mình ăn với măng ha. Ừ. Cá nhảy. Núi. Ghê hả? Đó. Có người tí nhiều nói chuyện gì đúng. Không mình à, sau một hồi anh em lăn lộn gì thì tiếp tục cuộc hành trình bi măng. Nãy giờ đi không có tí lên tí xuống các bạn ơi, tội lắm, xì máu luôn. Anh này là tiếp đốc bằng đích cho nên nói dễ cho anh sang chứ anh tí mấy lần thấy cũng tội, thấy cũng tội nhưng mà phải cười, không cười gì cũng được. Lấy trứng cờ đá đó không, chứ không phải là tiếp đốc bằng đích. Sao đi lên vậy cha nội? Đúng rồi, ơi, có một trời nè. Chị về nơi phía anh nữa. Đúng rồi. Wow, đúng có mặt trời nó dễ chịu thật. Mặt trời là chân ái. Đó. Quay lại cười cái coi. Dễ chịu không? Nhưng mình xuống đụng chùa hay sao á ta? Phải đường này chùa không? Đi chùa phải đánh ngược lại. Đường này đứng xuống á, xuống đợt mình lăn dốc luôn nhá. Ừ. Không che nữa. Ôi dễ chịu quá. Đúng rồi. Thôi mấy người lạc hay có cái tâm lý à, đường này quay. Đúng rồi. Đúng rồi không? Đúng rồi. Đi sao mà nói đi rồi. Thì đúng là đi rồi, mình qua đi lại mấy lần. Qua đất đỏ rồi. Ù. Cái gì? Không vậy không anh? Đi qua bờ kè đi. Bất ngờ chưa bà già. Cao hả? Tắm đi. Đúng rồi, ở chợ. Dùng khinh công. Đó nhảy quá, đó nhảy quá, khinh công. Khinh công anh đâu? Nhảy một cái nội thương luôn á. Dùng khinh công. Nhắm không ngoài nổi rồi đó. Nổi. Nghĩ sao à? Dân chạy bộ mà không có nổi. Nhảy quá. Để ráng để không cameraman nó quay nó cười nó chỉ xấu. Đúng rồi, cười đúng rồi. Ủa sao lạ vậy ta? Đi chạy xuống không? Ừ. À, con người, đi đi. Ừ. Mỏ đi xa à. Ồ, mũi nó kinh. Người giờ mới không này. Nối với gà luôn. Người ta mưa hai mấy người ta lột quá trời đi. Thôi xuống như lột luôn. Giờ đứng này ngứa lắm. Hả? Sao vậy? Nghe tiếng nói không? Mấy người nhiều chuyện á. Không. Không tự. Em biết được. Cứ đi thử đi. Tới xíu rồi đi.
đó, em nghĩ là xuống, đang xuống á, có người lục manh quá trời là có người đang xuống á. Còn xuống đâu không biết. Manh kìa. Hay chỉ chỗ cái gì? Đợi la biết là sao? Sao? Trời ơi, bắt rồi luôn anh. Ờ luôn. Không. Vô tình nó có lạc thì chừng nữa thì chúng ta vẫn có manh anh. Đúng không? Giờ anh ơi, lạc anh ơi, khóc rồi. Giờ ơi, anh sai rồi hả? Anh trốn nhà anh đây nữa. Thấy cơm gái hay mang một mình. Con màu xanh nó nổi trội dữ đó, nó rừng ghê luôn á. Nghĩ là mình đang đi đúng hướng á. Đi lạc đúng không? Sao? Tin tưởng bản thân chứ. Người ta tin em chứ. Ok rồi. Đã về đã tới. Lân lội bao lâu thì cũng kết thúc chuyến hành trình đường nhỏ nhất. Hả? Con người buông tay. Bác sĩ đi coi. Hay là người ta đang đi lạc. Không nghe được tiếng xe máy à. Ồ. Mũi cánh mà nối với gà luôn á. Anh ơi, xuống núi không nào anh? Hả? Đường này mình đi xuống không anh? Đi xuống luôn. Ồ, dạ cảm ơn. Đi bẻ nước hả? Dạ đi chạy núi nhưng mà gặp mang bể luôn. Dạ. Thôi xuống tắm rửa gà luộc. Anh Công Dũng, Dũng Công Trần, anh có cảm nghĩ gì về chuyến đi mà hôm nay không? Ở rừng núi có gì đâu mà phức tạp, đi một xíu thôi, cái quan trọng là kinh nghiệm, mà kinh nghiệm là lớn nhất là vẫn là kinh nghiệm thôi, mặc dù đi hai lần đó, đi chút xíu nào cũng biết đồng đội thôi. Quan trọng là anh khúc ông sùm kìa. Trời tới rồi anh ơi. Quan trọng là tí có đeo không thôi. Dạ em tí đừng nhựa anh ơi. Đừng nhựa dễ đi hơn mà. Yếu. Đủ rồi. Phấn hả? Ui anh ơi anh. Trời ơi con cá to. Nè đâu con cá. Cá lóc. Thì đó. Đây con cá lóc rừng này. Anh có bắt không? Bắt chi? Ăn hả? À, trên giữa núi mà có con cá lóc rừng to hay, rất hay. Đây, ta không bắt mày đâu, mày cho nựng tới nhà ở đây mà. Nựng chắc nựng được hả? Ủa mình đi hướng nào? Có hai hướng này. Hả? À, anh kia nói đi thẳng mà đúng không? Không phải phải. Vũ ơi. Thôi. Ủa, đi xíu bụng đụng ta. Thôi. Ta thích đi hướng này cơ. Thích đi hướng này cơ. Đi xíu một gặp ha. Không biết luôn. Mọi người tốt sao á. Nó dắt vừa thôi cho biết mọi người đâu hả. Qua đây dạy đi em ơi.
trước đi. Cameraman đi sau. Không, đừng có dụ. Người ta mệt lắm rồi. Hết máu rồi. Khô. Anh có bánh mì mà đi sáng giờ. Mình cảm giác nhẹ nhàng hơn đúng không? Rách hết rồi kìa. Vậy ở đấy còn không trời. Phải mạnh mẽ, mạnh mẽ. Chút gọi là âm thanh của núi rừng. Ê, sao to rồi? Đủ. Sao không? Thì ướt luôn à? Anh, ướt luôn à? Vậy em bước mất rồi, mới dậm nước ướt rồi. Em cộng anh đi. Vậy sao ta? Cộng anh đi. Vậy quả ướt luôn đi, đi, quả ướt luôn đi. Thôi, ướt dài khó chịu lắm. Vậy sao ta? Rồi qua làm sao? Bước qua. Bước qua. Coi anh Dũng thử. Ê này, qua đây đi rồi đi. Tháo rồi. Hả? Tháo rồi. Dũng ơi, cưng gà lắm cưng ơi. Đi đi. Trời. Lạnh quá. Con gà này. Ghét cái tật. Rồi qua đấy sao mà mang lại. Ê, anh lại chỗ đây thứ nó. Chỗ đây thứ bước qua được không? Mấy cây đấy nó có bị một con để em bước qua. Đây, người lại lên cái cổng mày qua. Từ 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 từ. Anh em đang tương thân tương ái. Cả hôm qua đồi bán. Ấy vô, đi đi. Qua được nước. Đi vô, đi, anh em qua nước. Ê, chịu hết nồi, nặng quá. Ê, chịu hết nồi. Nhanh đi. Là tình cảm em mình có bền lâu hay không, lúc này. Có, bền lắm. Bền không? Bền. Bền lúc bắp chắc, thở không nổi luôn. Ê, vô, rồi. Ừ. Cảm ơn anh Dũng đã cõng mình qua. Ê, cái này cái sim đúng không? Suối. Sim, sim. Sim tím á. Sim tím. Cái sim con. Bụi này gọi là bụi mua. Mua xím. Mua. Mua. Bụi xím khác. Bụi mua. Nữa. Đây là bụi mua mà ông nội. Bụi mà hoa tím tím á. Không bụi đâu. Không mang về luôn à. Không mang về luôn à. Về luôn đi. Thấy thường quá. Đi rừng quá. Đúng chắc đi rừng luôn. Anh có mệt không? Á à, con đường kia. Con đường này đợi mấy người đi lạc này. Đúng không? Yếu. Trẻ yếu. Nhặt từng mụm măng. Ồ đúng rồi, dễ chịu anh ơi. Không xa bác vì lợi ích của bản thân và cộng đồng. Sau một quãng đường dài, thật là dài, thì anh Dũng của chúng ta đã vượt qua biên giới của sự mệt mỏi. Nhiều anh. Anh Dũng đang đi lên đôi chân trần của mình. Đi đây xuống đây chứ. Ủa anh lên hay xuống? Anh lên anh lên xuống kìa. Anh đi vô đi ra luôn. Anh vô ra hả? Ê mình đi qua đây chứ.
đi làm. Ờ, nhớ không? Thì đây là mình sau hơn 2 tiếng rình mò trong rừng này, được như là giết được 5 sâu lạng đúng không? Sâu lạng mình này rất ngon, đủ sạch luôn á. Thiên nhiên núi rừng. Chạy thì dở mà giật liên tục. Trắng phát luôn. Qua kia chơi. Đây mà ai lên trên đây sống trên đây thời gian được, trên đây là không có sóng điện thoại luôn. Hả? Không có sóng luôn. Không có sóng luôn. Bên kia là họ đang cắm trại. Nói chung cắm trại ở đây là đảm bảo là không có ai làm phiền luôn á. Rồi được đâu. Tao chơi luôn không? Tao sát nước á. Trời ơi, nó mát quá, tê luôn. Anh tê luôn. Wow, đã quá à. Quên cầm đuổi dây đã giật luôn trời. Xíu nữa giật. À đúng rồi, chợ căn cứ còn cũng như là chợ Bà Dốc. Chợ Dốc căn cứ. Wow. Ở đó mà ta thôi mọi người, em quên không mua lại cái chợ Gò Vấp. Nó đang Nguyễn Thái Sơn với lại rồi đó chợ Gò Vấp. Rồi đúng một cuộc sống về rừng luôn phải không? Trên đây điện thoại thì không có sóng. Nguyên cái xe rùa luôn. Chị Hai ngồi làm bánh giờ. Anh Chí ơi, anh Chí ơi, té to. Dạ, nó ngoài bắc à. Thấy anh dụng tàu lên này rớt tí một cái cũng rụng cái đuôi tàu lên chứ. Tỉnh thôi, là miền Trung à. Ngon không anh? Tỉnh giờ cũng là cùng quê với anh chị Nam hay là chị nãy đúng không? Cùng quê luôn á. Hai ừ đúng hai nói anh Kỳ quê Hà Tĩnh á. Cái giọng Hà Tĩnh nghe cũng ngặt lắm á.